À hậu Phương Anh lên tiếng trước thông tin mang thai con đầu lòng. À hậu Phương Anh sắp về chung một nhà với vị hôn phu là doanh nhân Đức Hồ. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, hôn lễ của Phương Anh, Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và chồng doanh nhân tên Đức Hồ sẽ chính thức diễn ra. Trong thời gian qua, cặp đôi đã cùng nhau sang châu Âu chụp ảnh cưới, đi du lịch khắp nơi cũng như trang trí căn hộ tân hôn. Song song đó, Phương Anh vẫn chăm chỉ đến trường để theo học chương trình thạc sĩ. Tuy nhiên, trong một vlog tiết lộ một ngày đi học vừa được đăng tải, Phương Anh vướng nghi vấn có tin vui vì vòng hai lùm lùm và ngoại hình tròn trịa hơn trước. Ngay lập tức, Á hậu Phương Anh đã chính thức có phản hồi với công chúng. Theo đó, nàng hậu đã phủ nhận việc có tin vui trước thềm đám cưới. Phương Anh hài hước chia sẻ thêm, làm sao tôi có em bé được trong khi tôi chính là em bé. Như vậy, có thể do chiếc váy phản chủ đã khiến Phương Anh trông khác lạ chứ ở thời điểm này cô chưa bước sang thiên chức mới. Á hậu Phương Anh xác nhận với chúng tôi, hôn lễ của nàng hậu và chồng doanh nhân sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài họ hàng và bạn bè thì nhiều nàng hậu, nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt trong ngày trọng đại của cặp đôi. Trong đó, Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Ngọc Thảo sẽ đảm nhận vai trò hai phù dâu đặc biệt của Á hậu Phương Anh. Chồng của Phương Anh tên Đức Hồ, sinh năm 1994 và hiện đang theo học tiến sĩ tại Anh. Phương Anh và Đức Hồ đã có thời gian dài yêu đương kín tiếng trước khi quyết định công khai mối quan hệ vào tháng 4, 2023. Đức Hồ đã cầu hôn Phương Anh trong một sự kiện tại Phú Quốc.